Tình huống cutting, hai anh em chơi chung, một người bị mất một món đồ đổ thừa người kia lấy. Ok. Phúc của em đâu rồi? Anh lấy đúng không? Không, mình có nha. Em tìm kỹ rồi. Ê, nãy giờ mới tìm luôn mà kêu tìm kỹ. Nhưng mà em tìm kỹ ra mẹ. Trong cặp em đâu có. Anh lấy đúng không? Em tìm hết cặp rồi. Như đó em để một vài ngày, dành một năm mới mua. Xuất sắc, hai anh chị diễn xuất sắc luôn đó tụi con.